Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái dàn nóng trong xe hay còn gọi là dàn sưởi của xe Daewoo Matiz 4. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là sản phẩm của công ty GM Hàn Quốc, tức là sản phẩm cao cấp, nói về chất lượng có thể ngang ngửa với cả Mobis ấy. Cái mã sản phẩm của nó là 966-75855. Đây ạ, GM Korean Company. Đây. Đây, anh em có thể đây chính là cái dàn sưởi của nó đấy. Đây là hai cái ống để dẫn ra đường nước của nó này. Đây là cái cảm biến đóng mở này, cảm biến để bảo vệ đấy. Cái dàn sưởi đây là cái dàn xịn nên anh em có thể nhìn thấy này. Đây, vì cái sản phẩm thì không thể chê được một điểm nào. Các cái lan của nó khá là nhỏ và rất là dày. Giúp là gì? Giúp là dẫn nhiệt và tản nhiệt tốt cho xe. Đó ạ. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của xe Matiz 4. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.